Mến chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu món chè khoai lang. Và ở đây thì mình sẽ nấu với 4 loại khoai ha. Chè của mình sau khi nấu xong rất là thơm, ngon và béo dẻo nữa. Sau đây thì mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi video và nấu cái món chè khoai lang này nha. Về nguyên liệu thì mình chuẩn bị ở đây là 200 g bột năng ha. Mình chuẩn bị 200 g bột năng để mình trộn với khoai nha các bạn. Và mình chuẩn bị thêm ở đây là 4 loại khoai. Ở đây thì mình dùng khoai lang tím nè, khoai lang sữa, khoai lang màu vàng và khoai lang mật nha. Và mình dùng mỗi loại đây là khoảng 300 g hai củ ha các bạn. Và kèm theo nữa là một ít lá dứa nè, để một tí nữa mình cho vào nồi chè cho nó thơm nha. Kèm thêm nữa là 300 g nước cốt dừa nhất ha. Nước cốt dừa nhất ở đây có nghĩa là cái loại nước cốt mình vắt đầu tiên và nó đậm đặc nhất ha các bạn. Và kèm thêm là 1 lít nước cốt dừa dảo nè. Nước cốt dừa dảo ở đây có nghĩa là nước cốt dừa nhất mình vắt xong thì mình sẽ vắt nước cốt dừa thứ hai các bạn. Và 400 g đường cát ha, 50 g bột bán nè, 50 g bột pha nha. Và khoảng 1 muỗng cà phê muối. Vậy là nguyên liệu của mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ thì mình sẽ đi ngâm bột pha và bột bán ha. Mình sẽ ngâm trước ở đây từ 1 tiếng đến 2 tiếng cho nó mềm, mình nấu cho nó mau chín nha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho vào hâu nước một ít muối nè và mình sẽ đi gọt khoai nha. Mình cho muối vào thì giúp cho khoai của mình sau khi gọt xong sẽ không có bị đen ha. Khoai thì mình sẽ gọt sạch vỏ trước nha. Đây là khoai lang tím các bạn. Tùy vào sở thích của các bạn, mình thích ăn khoai lang nào thì mình chuẩn bị cái loại khoai lang đó nó nhiều hơn ha. Ở đây thì mình chuẩn bị nó bằng nhau hết. Mỗi một màu khoai lang như thế này thì mình chuẩn bị khoảng 2 củ nha. 2 củ sau khi mình gọt sạch vỏ thì còn khoảng 300 g. Và cái này là khoai lang mật nè. Khoai lang mật thì nó có cái màu cam cam á các bạn. Và nếu mà các bạn hấp khoai á, thì mình sẽ gọt sạch vỏ ra như thế này ha. Còn mà bạn nào luộc khoai không cần hấp á, thì mình sẽ để nguyên cái vỏ luôn nha. Mình để nguyên cái vỏ mình luộc xong rồi thì mình sẽ gọt vỏ ra ha. Khoai lang của mình sau khi gọt sạch vỏ xong rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cắt ra thành từng miếng nhỏ ha. Để một tí nữa mình hấp cho nó mau chín nha các bạn. Và khoai lang này thì mình hấp nó cũng mau chín á, cho nên mình cắt ra nó mỏng mỏng cỡ như thế này là được rồi ha. Nếu mà bạn nào luộc khoai á, thì mình để nguyên củ mình luộc luôn. Xong rồi mình sẽ gọt sạch vỏ ra nha. Còn cái này mình hấp á, thì mình sẽ gọt sạch vỏ và mình cắt mỏng ra trước. Xong rồi thì mình hấp á, thì khoai của mình nó sẽ ngọt hơn là luộc á các bạn. Khoai của mình sau khi cắt mỏng ra rồi nè, bây giờ thì mình sẽ cho vào nồi hấp nha. Và mình sẽ hấp ở đây khoảng 15 phút ha. Sau 15 phút á, thì mình canh nè, thấy khoai của mình nó chín mềm như thế này là được rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ cho khoai ra ngoài nha. Đầu tiên thì mình sẽ nghiền nát cái loại khoai màu tím này trước ha. Và mình sẽ chia khoai ra từng màu riêng biệt luôn á, để mình trộn với bột nha các bạn. Mình sẽ cho vào đây 50 g bột năng nữa và mình sẽ trộn đều lên với khoai ha. Và mình sẽ không cần cho thêm nước gì hết nha. Mình sẽ trộn trực tiếp với bột và khoai như thế này ha. Khi mà mình trộn thấy một khối nó mềm mịn như thế này là được rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ đậy lại để cho gió đừng có vào á. Xong rồi thì mình sẽ đi làm tiếp cái loại khoai thứ hai. Và mình cũng nghiền nát khoai ra như thế này luôn ha. Mình nghiền nát cho nó nhuyễn ra, xong rồi thì mình sẽ trộn bột cho nó dễ nha các bạn. Mỗi loại khoai mình luộc chín ở đây là 300 g, mình sẽ trộn với 50 g bột năng. Mình trộn cho nó mềm mịn thành một khối như thế này là được rồi nè. Tiếp theo là mình sẽ trộn với các loại khoai còn lại luôn ha. Và mỗi loại khoai đây thì mình trộn với 50 g bột năng thôi ha. Mình cho bột năng vào thì giúp cho chè khoai của mình nó dai và nó dẻo hơn. Và mình trộn với 50 g bột năng với 300 g khoai.
Và mình trộn như thế này thì khoai nó sẽ nhiều hơn bột năng á. Cho nên là khi mà mình nấu chè, mình có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh mình bảo quản cũng được. Mình không có sợ là bị cứng nha. Tại vì bột năng mình dùng một lượng cũng vừa phải, không có nhiều lắm á. Sau khi mình đã nhồi bột xong rồi đó, bây giờ thì mình sẽ cho bột ra ngoài nha. Mỗi cái màu bột ở đây thì mình lấy khoảng một nắm tay á. Xong rồi mình sẽ xe dài ra như thế này nè. Mình xe ra thành từng cái cây dài luôn, để một tí mình cắt ra thành từng khúc ha. Và cái màu tím thì mình cũng làm tương tự như vậy luôn ha. Và mình lăn ra thành từng cái cây dài cỡ đầu ngón tay cái thôi nha các bạn. Mình làm những cái viên chè nó vừa phải thôi, đừng có to quá và nhỏ quá ha. Tiếp theo là mình sẽ làm cái màu của khoai lang sữa nè. Mình cũng lăn ra dài tiếp tục như vậy luôn ha. Xong rồi thì mình sẽ cắt ra thành từng khúc nhỏ nha. Ở đây thì mình làm bốn loại khoai nên là nó có bốn màu ha. Và tất cả đây là màu tự nhiên của khoai hết, mình không có cho thêm màu gì hết nha các bạn. Các bạn có thể cắt thành từng khúc như thế này nè, hoặc là mình vò tròn thành từng viên chè như chè ỉ cũng được ha. Nhưng mà mình cắt ra như thế này thì thấy nó nhanh hơn á. Xong rồi thì bây giờ mình bắt lên một nồi nước nè và cho khoai vào luộc ha. Các bạn lưu ý là khi mà mình luộc khoai mình cho nhiều nước vào nha. Tại vì nó có bột năng á, mình cho ít khoai quá thì nó sẽ bị đặc lại các bạn. Mình sẽ dùng đũa nào mình xơm lên nhẹ nhẹ thôi, cho khoai đừng có bị dính nồi nha. Khi mà khoai của mình nó nổi lên mặt nước như thế này nè, là khoai của mình chín rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ vớt ra và cho vào hào nước đá lạnh ha. Khoai của mình sau khi luộc xong á, có cái màu rất là đẹp luôn á. Sau khi luộc khoai xong rồi đó, bây giờ thì mình sẽ ngâm trong cái thau nước đá lạnh này nha. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị 500ml nước lọc vào cái nồi nè. Và cho cái phần bột khoai bột bán vào mình nấu luôn ha. Bột khoai bột bán sau khi mình đã ngâm với nước á, thì mình nấu nó mau chín lắm luôn á các bạn. Khi mà nó gần chín như thế này nè, mình sẽ cho 1 lít nước cốt dừa dạo để chuẩn bị lúc nãy vào luôn. Tiếp theo là cho lá dứa vào luôn cho nó thơm ha. Và mình sẽ cho cái phần đường cát đã chuẩn bị vào luôn nè. Cho thêm một xíu muối nữa cho chè của mình nó đậm đà nha. Xong rồi thì mình sẽ khuấy đều lên cho đường và muối nó tan. Khi mà nước nó sôi á, thì cái phần lá dứa nó cũng ra mùi thơm rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ vớt bỏ cái phần lá dứa này đi nha. Mình đừng có nấu lá dứa lâu quá thì chè của mình nó sẽ bị đắng á các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần khoai lang đã luộc chín lúc nãy vào luôn ha. Lúc này thì cái phần bột khoai bột bán của mình nó cũng muốn chín rồi đó các bạn. Và mình sẽ cho hết cái phần khoai này vào luôn. Và ở đây thì mình có chuẩn bị một muỗng canh bột năng nè. Mình đã pha loãng với nước rồi đó. Mình sẽ cho bột năng vào chè này nè, giúp cho chè của mình nó có cái độ sền sệt và nó ngon hơn nha. Và mình sẽ nấu ở đây cho cái phần chè này nó sôi lên ha. Khi mà chè sôi và đường nó tan á, thì mình sẽ cho 300ml nước cốt nhất đã chuẩn bị lúc nãy vào luôn. Mình cho nước cốt nhất vào sau cùng như thế này á, thì giúp chè của mình nó rất là béo luôn và không có bị lợn cợn nha. Xong rồi thì mình sẽ khuấy đều lên và tắt bếp được rồi ha. Đừng có nấu lâu quá thì chè của mình sẽ bị lợn cợn nước cốt dừa các bạn. Vậy là mình đã nấu xong cái nồi khoai lang dẻo nước cốt dừa rồi nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn ha. Và bây giờ thì mình sẽ cho ra ngoài và thưởng thức nha. Do là mình nấu với tất cả các loại khoai ở đây là màu khác nhau hết, cho nên là nó ra màu nó hơi lam tím tím nha các bạn. Cái màu tím đây là khoai lang tím á. Và cái màu cam này là khoai lang mật. Chè của mình sau khi nấu xong ăn rất là béo dẻo luôn nè. Do là mình có trộn với bột năng á các bạn, cho nên là ăn nó có cái độ dai sần sật nữa, ăn rất là ngon luôn ha. Và cái phần nước cốt dừa cũng béo nữa. Mình chúc quý anh chị và các bạn sẽ làm thành công và ăn ngon miệng với cái món chè khoai lang dẻo này nha. Bây giờ thì mình xin kết thúc video và xin chào tạm biệt. Cảm ơn quý anh chị và các bạn cùng theo dõi video. Và xin hẹn gặp lại các video lần sau.